Nghe tao nói. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó luôn. Và ở đây cũng những cái cổng lửa phải không? Ở đây này bàn không? Cái này đóng cái sai cái gì? Mà không thể cho sống cái cây. Không, đồng hồ là đồng hồ khác. Đồng hồ em đã rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Bạn nhỏ đó. Có phải bạn nhỏ? Rất là biết rồi.
nhớ cái tình gì mà tụng là con nó có đứa nào bên chung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không, nhưng mà đừng để không, đừng để trang trên này có video và video không cả gặp nhau trước cặp đôi này đó. Là Trần Lũ An chứ là Tô Bá Tùng nữa. Lúc nào mở lên Facebook thấy Trần Lũ An. Lúc nào không đều chiếm lĩnh quá. Lúc nào đang làm chứ. Bây giờ nó khác tôi rồi, tôi đỡ. Còn tôi là vô là còn nó không phải chúng ta. Tại vì nó là admin của Sư Phạm Công Nhân. Bây giờ tôi cắt đi sao? Bây giờ ông ẩn đi, ông ẩn đi. Không là bạn bè. Tức là ông đừng có cắt. Mà ông bấm vào bình góc phải nó có cái chữ V này. Ông bấm nhẹ vô nó. Chữ V. À, có chữ V. Không theo dõi hả cậu em? 43 người ta đưa lên rồi. Nó đây nó lại đưa tiếp lên. Nó bỏ nó của một kỳ. Lúc này hai đứa lần bận lắm. Tại vì nó đã từ lại vô 300 không phải. Ra rồi rồi vô rồi rồi vô anh flow qua. Năm có năm 8 là 4 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình nở rồi, biết không? Ôi, có, nó có mặt nè, đỡ nó quá.